xạ đen có dùng để ngâm rượu được hay không ạ? Và làm cách nào ạ? Chào bạn, xạ đen là một loại thảo dược dân gian có tác dụng là tiêu viêm, giải độc và cây thường được sử dụng dưới hình thức là đun nước uống. Ngoài cách sử dụng cây xạ đen dưới hình thức là đun nước uống thì chúng ta cũng có thể sử dụng xạ đen để ngâm rượu. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là xạ đen nếu như là dùng để ngâm rượu thì chúng ta nên sử dụng phần thân và phần rễ của cây xạ đen để đem ngâm rượu. Rượu của cây xạ đen thì sẽ có tác dụng là chống viêm, cầm máu bạn nhé. Liều dùng là khoảng từ 2 đến 3 ly nhỏ mỗi ngày và không nên uống quá nhiều. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc gì, cần tư vấn thêm thì bạn hãy liên hệ với nhà thuốc thông qua số hotline bên dưới để được hỗ trợ thêm ạ.